Quay ba trước đi. Đi đâu vậy bố? Xích xích ra nè. Đi đâu vậy anh? Đi với vợ với con đi tàu ra Galveston đi tàu chơi. Đi Ghi Ma hả? Đi ra tàu hả? Chuyến tàu hoàng hôn phải không? Chuyến tàu hoàng hôn. Đây. Chuyến tàu hoàng hôn. Nhìn hội hình đây. Đó. Mặc đồ vậy là biết chuẩn đi đâu rồi là nha. Chuẩn bị là đi biển rồi đó. Đây, đổi hình đây. Đổi hình đi. Đổi hình vậy đi. Rồi. Đổi hình... vô ba người luôn đi. Vô ba người. Cái này không đủ dài. Dạ hả? Dạ. Rồi. Đây. Nó lúc nào nó không nói mình lại đi chơi. Rồi, hẹn một chút xíu nữa mình gặp lại. Và đã đến Khi Ma. Chừng xe đó ba mẹ. Mình ngồi, hình như vô khúc này là phải. Dạ. Vô đây nè phải không? Anh trên kia.
ăn chỗ ăn kem đi, ăn kem đi, ăn kem đi anh. Nó đang chạy tới kìa. Tàu mình đó ba. Vậy kịp không? Nó nói 4 giờ mấy? 3 giờ 45 bắt đầu cho lên. 15 phút nữa. Chưa thích. Đó, mình đi chiếc hả? Đây, một hồi là mình sẽ lên chiếc tàu Hoàng Hôn này đây nha. Đó, nó đang chở ta đi vô đó, là hồi mình leo lên đây nè nha. Đi xuống nữa là vừa rồi mẹ. Đi hả? Dạ. Bây giờ 3 rưỡi à. 3 ra cái hả? Dạ. Tắt hả mẹ? Hả? Chưa còn nè. Quay nè. Quay mẹ hả? Có kem hả? Lần nào tới đây cũng phải có ăn kem hết trơn. Ba cái kem. Mẹ mình chỉ có tới đây mới chịu ăn kem thôi. Mẹ mẹ con đứng đây mẹ chụp con cái được không?
vòng vòng rồi từ từ cô đó mình ra đó. Đi xa lắm. Chút một chút ba coi mấy biệt thự ven biển đẹp lắm. Nhiều triệu á. Hữu tình.
chơi. Dạ. Bây giờ là đi ra Phật Kinh lấy xe đi về.